Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật, về thuế, về kế toán, v.v. Thầy chào tất cả các bạn, lớp bảo dưỡng kế toán trưởng của Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Khoa Tài chính Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ở hôm trước thì thầy và các bạn đã đi vào một số vấn đề pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó thuộc cái chương 2 của cái chuyên đề bài giảng của thầy, pháp luật về thuế. Và thầy cũng đã chia sẻ cho các bạn các tài liệu lý thuyết về cái chương 2 này, cũng như là cái file về bài tập để các bạn tự nghiên cứu. Thì cũng như ở cái phần thứ nhất, hôm nay thì thầy sẽ có một cái video để chia sẻ, giải đáp cái bài tập mà trong slide thầy gửi cho các bạn để các bạn có thể tham khảo và đối chiếu với kết quả của các bạn tự học xem cái sự trùng khớp như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta đi vào câu thứ nhất, đó là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm A. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. B. Hộ gia đình, cá nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. C. Cả hai đối tượng nêu trên. Như vậy thì ở cái câu này, người ta đưa cho bạn ba cái lựa chọn để các bạn xem cái người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là cái lựa chọn nào. Thứ nhất là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Thứ hai là hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Thứ ba là cả hai đối tượng nêu trên. Thì như lý thuyết chúng ta đã học, người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Sau đây gọi là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật các tổ chức tín dụng, luật kinh doanh bảo hiểm, luật chứng khoán, luật dầu khí, luật thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, công ty điều hành chung. B là đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập, có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực. C là tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã. D là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài, có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, dầu, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam. Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp. Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức cá nhân khác. Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài, đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài, nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam. Trường hợp hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của hiệp định đó.
E. Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm trên có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo luật đầu tư, luật doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại quy định về thu nhập chuyển nhượng vốn, thu nhập chuyển nhượng chứng khoán. Đấy, đấy là toàn bộ cái đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy thì trong cái đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có nêu rằng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thu nhập chịu thuế không có cái liệt kê hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Cho nên đáp án của câu 1 là đáp án A. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gồm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Câu 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành vào năm nào? A. 2013, B. 2008, C. 1997, D. 2003. Đấy. Trong bốn cái đáp án đó, các bạn xem là chúng ta chọn đáp án nào. Thì ngày 10 tháng 7, ngày 10 tháng 5 năm 1997, luật thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên được ban hành số 57 gạch L gạch CTN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1999, hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2004. Như vậy, thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành vào năm 1997. Chúng ta chọn đáp án C. Rồi, câu số 3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành đầu tiên hết hiệu lực vào năm nào? Chúng ta nhớ là được ban hành đầu tiên hết hiệu lực vào năm nào? A. 2013, B. 2008, C. 2020, D. 2004. Như vậy thì chúng ta chọn đáp án nào? Ngày 10 tháng 5 1997, luật thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên được ban hành, nghĩa là luật thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên được ban hành vào năm 1997, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1999, tức là năm 97 ban hành, năm 99 hết hiệu lực. Xin lỗi thầy, xin lỗi, năm 97 ban hành, năm 99 có hiệu lực và năm 2004 hết hiệu lực. Cho nên câu này chúng ta chọn là năm 2004 là năm thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành đầu tiên hết hiệu lực. Đáp án là D. Câu 4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ban hành vào năm nào? Hiện hành là đang còn hiệu lực. Cho nên A. 2008, B. 2009, C. 2013, D. 2014. Lưu ý là ở đây hỏi là hỏi năm ban hành nhé. Thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14 trên 2008 trên QH12 ban hành vào ngày 3 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Và cũng cần nói thêm tại sao cái câu mà luật thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên chúng ta được ban hành vào năm 1997 và hết hiệu lực năm 2004, và cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hiện nay là hiện hành đấy, thì chúng ta được ban hành vào năm 2008, thì cái khoảng cách giữa cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên và cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là còn có một cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp nữa, đó là luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09 trên 2003 ngày 17 tháng 6 năm 2003, là nó thay thế cho cái luật doanh nghiệp năm 1997 đấy.
Và cái luật doanh nghiệp này cũng là đã hết hiệu lực và nó thay thế bởi cái luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Rồi, như vậy thì ở cái câu số 4 này chúng ta chọn là chọn đáp án nào? Chúng ta chọn đáp án A là năm 2008. Rồi, chúng ta qua câu số 5. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành có hiệu lực vào năm nào? Như chúng ta đã nói ở trên thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 trên Quốc hội 12 có hiệu lực được ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2008 và có hiệu lực vào từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, cho nên đáp án chúng ta ở đây là câu B 2009. Câu số 6, doanh nghiệp A nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng có các chỉ tiêu như sau: giá bán 1 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 10% là 100.000 đồng, giá thanh toán là 1 triệu 100.000 đồng. Như vậy, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là A 1 triệu 100.000 đồng, B 1 triệu đồng, C cả A, B đều sai, là cả hai đều sai đó. Như vậy thì với câu hỏi này thì ta nhớ lại là doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế là gì? Doanh thu, trước hết ta hiểu doanh thu được hiểu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà cơ sở kinh doanh thu được trong kỳ tính thuế phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu. Để cụ thể hóa việc xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ, bao gồm cả khoản các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Như vậy ở đây là theo phương pháp khấu trừ nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cho nên có giá bán là 1 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 10% là 100.000 đồng. Như vậy doanh thu đối với trường hợp này là doanh thu đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, cho đó chúng ta chọn đáp án là đáp án B. Và câu số 7, doanh nghiệp A nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp hóa đơn bán hàng có các chỉ tiêu sau: giá bán là 1 triệu 100 ngàn đồng thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là A 1 triệu đồng, B 1 triệu 100 ngàn đồng, C cả A, D đều sai. Như ở câu số 6 thì thầy đã có quay lại khái niệm cái doanh thu tính thuế thu nhập chịu thuế là gì rồi. Thì câu này chắc chắn rằng các bạn đã có đáp án. Vì đây là trường hợp đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Có nghĩa là doanh thu ở đây là đáp án B, 1 triệu 100 ngàn đồng. Câu số 8, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài, ở ngoài Việt Nam, có nghĩa là ở nước ngoài và ngoài Việt Nam đó, thì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ được tính trừ A, số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài, B, số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, C, không có trường hợp nào nêu trên. Như vậy, ở câu này thì chúng ta chọn đáp án nào? Có nghĩa là trường hợp này là khi mà doanh nghiệp
chúng ta là đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc một cái lợi thế tương đương thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà đem cái thông đó về Việt Nam thì chúng ta sẽ nộp, chúng ta được tính như thế nào trên cái thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta đã nộp ở ngoài Việt Nam. A là số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài, thì tất nhiên rồi chúng ta phải tính được được từ trừ cái số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài, nhưng là chưa đủ. Tại vì nộp là nộp bao nhiêu, nộp như thế nào, thì qua câu B là số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Do đó cái câu này đáp án là đáp án B, có nghĩa là số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Ví dụ như trường hợp là chúng ta nộp ở trường hợp chúng ta nộp ở nước ngoài là một cái nước ít nào đó là 660 triệu đi, rồi một nước Y nào đó chúng ta nộp là 340 triệu, thì thu nhập trước thuế tại nước ngoài hai khoản đó cộng lại là 1.000 triệu, tức là một tỷ đó. Thì tính thuế, nếu mà tính thuế theo thuế suất Việt Nam thì chúng ta lấy cái 1.000 đó chúng ta nhân với 20% thì chúng ta ra là 200, thì cái số thuế được trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam cao nhất là min đó, là 200, đó là bằng với cái số thuế tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam là như vậy. Tại vì theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam thì thuế suất áp dụng là 20%. Đó là một cái trường hợp là thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta nộp ở nước ngoài mà nó cao hơn cái thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nộp tại Việt Nam đó. Rồi chúng ta qua câu số 9. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là gì? A là chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, B là bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Thì cũng như khái niệm hồi nãy là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì đó, thì bây giờ chúng ta sẽ áp vào, chúng ta trả lời câu này. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đó là đáp án A. Câu số 10. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là A, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, B, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì cũng quay lại cái đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hồi nãy, thì chúng ta sẽ thấy là cái đáp án này là đáp án B, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Câu số 11. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm A, chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, B, chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu, chứng chỉ quỹ, C, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Đó, chúng ta có 3 cái option như vậy, nhưng mà mỗi cái option sẽ, cái option sau nó nhiều hơn option trước ha. Cái option đầu thì nó chỉ có là thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu. Option thứ hai á thì nó thêm là chứng chỉ quỹ. Option thứ ba ngoài cái cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ thì nó còn có các loại chứng khoán khác theo quy định. Như vậy thì chúng ta phải quay lại, chúng ta tìm hiểu xem cái thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là như thế nào, phạm vi áp dụng nó ra sao. Phạm vi áp dụng của thu nhập chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Như vậy thì với cái câu này là chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C. Chúng ta qua câu 12. Hóa đơn, chứng từ mua bán sử dụng nào sau
dưới đây được coi là không hợp pháp. A. Mua bán sử dụng hóa đơn đã hết giá trị sử dụng. B. Hóa đơn do Bộ Tài chính. Hóa đơn do Bộ Tài chính hay còn gọi là Tổng cục Thuế phát hành do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh. C. Hóa đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng. D. Các loại hóa đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng. Đấy, câu này thì quá đơn giản rồi. Thế nào là hóa đơn chứng từ hợp pháp? Ở đây là hỏi hóa đơn nào, chứng từ nào sau đây được coi là không hợp pháp. Thì thế nào là hóa đơn chứng từ hợp pháp? Hóa đơn chứng từ hợp pháp là hóa đơn do Bộ Tài chính hoặc Tổng cục Thuế phát hành và được cơ quan thuế cấp phát cho các đơn vị kinh doanh vẫn còn có giá trị sử dụng. Do đó ở đây chúng ta loại câu B ra. Rồi, hóa đơn đã được doanh nghiệp đặt in và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đã được cơ quan thuế chấp nhận vẫn còn giá trị sử dụng. Chúng ta loại cái phương án C ra. Hóa đơn do doanh nghiệp tự in theo mẫu và được cơ quan thuế chấp nhận vẫn còn giá trị sử dụng. Đấy. Rồi, chúng ta loại phương án C ra. Hóa đơn điện tử do doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn và đã được cơ quan thuế chấp nhận vẫn còn giá trị sử dụng. Ở đây thì chúng ta, cái câu 12 không có nêu hóa đơn điện tử. Rồi, các loại hóa đơn, tem vé đặc thù khác tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Tài chính vẫn còn giá trị sử dụng. Đó là cái phương án D. Như vậy là ở câu này, hóa đơn hợp pháp đã rơi vào B, C, D. Thì còn lại cái A là không nằm trong cái hóa đơn chứng từ hợp pháp, là hóa đơn chứng từ mua bán sử dụng để mua bán sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng. Thì chúng ta sẽ chọn là phương án A là hóa đơn không hợp pháp, là hóa đơn mua bán sử dụng hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, là đáp án A. Rồi. Trong cái khái niệm hóa đơn chứng từ không hợp pháp, cũng có nêu rằng hóa đơn chứng từ không hợp pháp là hóa đơn chứng từ giả, hóa đơn chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng, hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế, hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh nay đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hóa đơn chứng từ mua hàng hóa dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn chứng từ không hợp pháp. Rồi, chúng ta qua câu 13. Khoản chi nào đáp ứng đủ các điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế? A. Khoản chi thực tế phát sinh theo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. B. Khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và không vượt mức khống chế theo quy định. C. Khoản chi đáp ứng cả hai điều kiện nêu trên. Như vậy thì đây là các khoản chi, câu hỏi này là khoản chi nào đáp ứng đủ các điều kiện để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Do đó chúng ta sẽ nhớ lại coi cái điều kiện mà chúng ta được trừ khi xác định chi phí, xác định thu nhập chịu thuế là gì. Điều kiện để xác định là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa
dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Cho nên với câu này thì chúng ta chọn đáp án là C, là đáp ứng cả hai điều kiện nêu trên. Câu 14. Khoản chi nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế? A. Khoản chi không có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. B. Khoản chi không có hóa đơn nhưng có bảng kê và bảng kê này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. C. Khoản chi thưởng sáng kiến cải tiến có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến cải tiến có hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến. Như vậy, đối với ba cái phương án này thì khoản chi nào là khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế? Rõ ràng là cái phương án A, đó là khoản chi mà không có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Chúng ta cũng căn cứ vào cái điều kiện xác định để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Câu số 15. Doanh nghiệp A có giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ thực tế phát sinh với doanh nghiệp B. Hóa đơn tài chính đầy đủ, thanh toán qua ngân hàng một cách minh bạch nhưng vẫn có thể gặp phải các trường hợp nào sau đây? A. Khi nhà cung cấp đã thực hiện thủ tục hủy hóa đơn với cơ quan thuế nhưng thực tế hóa đơn chưa hủy, nhà cung cấp dùng hóa đơn đó để xuất cho doanh nghiệp. B. Doanh nghiệp có hóa đơn hàng hóa dịch vụ của nhà cung cấp đang nằm trong danh sách doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc đang bỏ trốn của cơ quan thuế. C. Không trường hợp nào cả. D. Là cả hai trường hợp trên. Như vậy thì chúng ta cũng quay lại thế nào là hóa đơn chứng từ không hợp pháp. Để chúng ta xét cái giao dịch này thì nó có xảy ra rủi ro như thế nào. Có nghĩa là đối với cái đáp án, đối với phương án A là khi nhà cung cấp đã thực hiện thủ tục hủy hóa đơn đối với cơ quan thuế nhưng thực tế thì hóa đơn đó chưa hủy, nhà cung cấp dùng cái hóa đơn đó để xuất hóa đơn cho doanh nghiệp, có nghĩa là cái nhà cung cấp này họ đã làm cái thực hiện cái thủ tục hủy hóa đơn rồi, họ đã nộp với cơ quan thuế rồi, nhưng mà tại vì chúng ta doanh nghiệp thì khi mà làm thủ tục hủy hóa đơn thì chỉ làm cái thông báo hủy hóa đơn và các cái thủ tục để nộp lên cơ quan thuế thôi, còn hóa đơn thì cái nhà cung cấp đó vẫn còn lưu giữ chứ không có nộp lại cơ quan thuế. Cho nên nhiều khi trên cái thông báo hủy hóa đơn thì ghi rằng là hình thức hủy hóa đơn là cắt gốc hay gì đó, nhưng mà thật ra là họ không, cũng chưa có cắt gốc và họ lấy cái hóa đơn đó họ lại xuất cho doanh nghiệp người ta. Cho nên thì tất nhiên rằng là cái hóa đơn này nó sẽ thuộc loại là chứng từ hóa đơn không hợp pháp, tại vì đã hủy rồi, đã thông báo hủy rồi nhưng mà họ lại dùng để họ đề xuất hóa đơn cho doanh nghiệp người ta. Đó. Rồi trường hợp B là doanh nghiệp có hóa đơn hàng hóa dịch vụ của nhà cung cấp nhưng mà cái hóa đơn này nó lại nằm trong cái danh sách mà doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc là đang bỏ trốn của cơ quan thuế, có nghĩa là cơ quan thuế họ đã là làm cái thông báo là tạm ngừng kinh doanh rồi nhưng mà họ vẫn xuất hóa đơn, hoặc là họ đã bỏ cái khỏi cái địa chỉ này, họ không còn hoạt động tại cái địa chỉ mà họ đăng ký với cơ quan kinh doanh với cơ quan thuế nữa và đã được cơ quan thuế thông báo là họ đã bỏ trốn rồi nhưng mà họ vẫn tiếp tục xuất hóa đơn. Cho nên nếu mà mặc dù doanh nghiệp A có giao dịch, có mua bán hàng hóa dịch vụ thực tế phát sinh với cái doanh nghiệp B này đi chăng nữa và thật ra họ vẫn đó và họ vẫn có xuất hóa đơn tài chính đầy đủ đó, họ vẫn thanh toán qua ngân hàng một cách minh bạch đấy, nhưng cả hai cái trường hợp trên đều là gặp rủi ro cả, tại vì hai cái trường hợp đó thì đều rơi vào là hóa đơn chứng từ không hợp pháp cả. Như vậy thì chúng ta chọn đáp án là đáp án D, là cả hai trường hợp trên. Thank you.
Chúng ta qua câu số 16. Tháng 8 năm 2020, doanh nghiệp A có mua hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Thì trong cái kỳ tính thuế năm 2020, doanh nghiệp A đã tính vào cái chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với cái giá trị mua hàng hóa này. Sang năm 2021, doanh nghiệp A có thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt. Do vậy, doanh nghiệp A, thứ nhất, A là phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí đối với cái phần giá trị hàng hóa dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt, có nghĩa là kỳ tính thuế năm 2020 đó. B là không phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt, có nghĩa là kỳ tính thuế năm 2021 đấy. C là phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt là kỳ tính thuế năm 2021 đó. Thì qua cái tình huống này, chúng ta sẽ nhớ lại cái trường hợp như thế này, là trường hợp khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị trên 20 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, khi thanh toán thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thời điểm thanh toán thì người mua hàng hóa chưa trả tiền thì vẫn được kê khai thuế giá trị gia tăng và khấu trừ ghi nhận chi phí bình thường tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng. Lưu ý là nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng, trường hợp đến thời hạn quyết toán thanh toán đã hết mà vẫn chưa thanh toán cái phần tiền đã nợ hoặc thanh toán bằng tiền mặt thì cái phần thuế giá trị gia tăng và chi phí này sẽ bị loại và không được khấu trừ ghi nhận vào chi phí. Doanh nghiệp phải tự kê khai điều chỉnh giảm chi phí thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với phần giá trị không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh đến hạn thanh toán hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, ở cái tình huống này thì năm 2020, doanh nghiệp có mua hàng hóa và có hóa đơn đó có giá trị là 30 triệu đồng, tức là trên 20 triệu rồi đó. Thì trên 20 triệu thì nó sẽ thuộc cái trường hợp là mua hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nhưng mà trong năm 2020 thì cái hóa đơn này doanh nghiệp A họ chưa có thanh toán nhưng họ vẫn ghi nhận vào chi phí được trừ, họ vẫn tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Thì sang năm 2021 đó thì họ lại thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt. Do đó theo quy định thì khi mà họ thanh toán bằng tiền mặt trong năm 2021 thì họ phải tự kê khai điều chỉnh giảm chi phí, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với cái phần giá trị không có chứng từ thanh toán dùng tiền mặt đó, vào cái kỳ thuế phát sinh đến hạn thanh toán hoặc thanh toán bằng tiền mặt, là nghĩa là cái kỳ họ phải điều chỉnh vào cái năm 2021. Do đó thì với cái câu số 16 này chúng ta chọn đáp án là đáp án C, phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt. Đó là kỳ tính thuế năm 2021. Và câu 17, doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi nào dưới đây? A là khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức quy định. B chi khoản chi tài trợ cho giáo dục theo đúng quy định. C khoản chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định. D không có khoản chi nào nêu trên. Ở đây chúng ta đã thấy xuất hiện là những cái từ quy định, theo mức quy định, đúng quy định, thì có nghĩa là cái này chúng ta loại nó ra, là tất nhiên rằng là đã đúng quy định, đã theo mức quy định rồi thì hầu như là các khoản chi phí này là xác định là thu nhập chịu thuế đối với các là cái chi phí được trừ khi mà chúng ta xác định thu nhập chịu thuế. Riêng
Về đáp án C thì chúng ta xem lại về cái chi phí đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư hình thành tài sản cố định thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như thế nào? Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng chưa có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định, mà các khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đó, có nghĩa là trường hợp này là trường hợp mà doanh nghiệp chưa có phát sinh doanh thu mà chỉ có phát sinh những cái khoản chi thường xuyên thôi để mà chúng ta duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta đó, thì cái khoản này không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định, mà các khoản này á là nếu mà nó đáp ứng đủ các điều kiện được trừ theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp á, thì chúng ta ghi nhận cái khoản này vào chi phí được trừ thôi. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà cái giai đoạn đầu tư á, mà doanh nghiệp khó phát sinh các khoản chi trả tiền vay thì cái khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa các khoản chi trả tiền lãi vay và thu từ lãi tiền gửi sau khi bù trừ phần chênh lệch, còn lại ghi giảm vào giá trị đầu tư. Như vậy thì trong cái câu này thì doanh nghiệp không được trừ, không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn hình thành tài sản cố định. Thì chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Câu 18. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi nào dưới đây? A là thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc được hoàn. B, thuế thu nhập doanh nghiệp. C, không có khoản chi nào nêu trên. Thuế giá trị gia tăng đầu vào và thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc được hoàn thì có được tính vào chi phí được trừ hay không? Đáp án A, chúng ta loại. Đáp án B, thuế thu nhập doanh nghiệp có tính được tính vào chi phí được trừ hay không? Chúng ta loại. Như vậy thì cả hai cái A và B đều không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cho nên chúng ta chọn đáp án C, không có khoản chi nào nêu trên. Và chúng ta cần phải mở rộng, thầy mở rộng một cái vấn đề ở chỗ này là những khoản thuế lệ phí không được tính là chi phí hợp lý. Thì trong cái quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp rất nhiều các loại thuế khác nhau như là thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế nhập khẩu, lệ phí môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v. Các khoản thuế lệ phí thì có được tính vào chi phí hợp lý hay không? Chi phí hợp lý được trừ là những chi phí cần thiết trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí trợ cấp và có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng những điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, khoản chi nếu có hóa đơn hàng mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị trên 20 triệu đồng trở lên, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng khi thanh toán thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Như vậy thì các khoản thuế lệ phí mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được tính vào chi phí hợp lý. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì vẫn có một số khoản thuế không được tính vào chi phí hợp lý. Đó là các khoản thuế như thế nào? Thì chúng ta xem ở cái điều 4, thông tư 96/2015 á, hiện nay thì được sửa đổi bổ sung bởi điều 6 thông tư 78/2014, là các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong đó có cái khoản 2 là
các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế. Đấy, là nó rơi vào trường hợp A của cái câu 18 rồi đấy. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp nạp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài doanh thu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, được trừ trường hợp trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Cho nên là hai cái khoản thuế, thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được trừ hoặc hoàn và thuế thu nhập doanh nghiệp đều là không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập chịu thuế theo cái dẫn chứng mà thầy vừa nêu đấy. Cho nên chúng ta chọn đáp án là đáp án C, không có khoản chi nào nêu trên. Và chúng ta qua câu 19. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi nào dưới đây? Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp. Và cũng như ở trên, cũng như cái khái niệm ở trên và các loại thuế mà thầy đã liệt kê theo cái các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đó, là trong đó có các khoản mà về thuế đó thì có các khoản là thuế thu nhập doanh nghiệp. Cho nên với câu này là doanh nghiệp không được trừ thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C, là thuế thu nhập doanh nghiệp là cái thuế mà chúng ta không được trừ khi tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trừ các trường hợp nha, trừ các trường hợp là doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài doanh thu nhà thầu phụ nước ngoài nhận được là nó không bao gồm cái thuế thu nhập doanh nghiệp đó, tùy nhưng phải ngoại trừ cái trường hợp là chúng ta là khi mà ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài chúng ta có quy định như thế nào ha. Nhưng mà ở đây người ta đưa ra cái dữ liệu chung chung như vậy thì chúng ta sẽ chọn mà chúng ta không có phải là suy nghĩ đến là cái trường hợp ngoại trừ. Rồi, chúng ta qua câu số 20. Tháng 1 năm 2020, doanh nghiệp có mua xe ô tô dưới 9 chỗ, có nguyên giá là 6 tỷ đồng. Doanh nghiệp trích khấu hao 1 năm, sau đó thực hiện thanh lý. Số khấu hao theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định là 1 tỷ. Thời gian trích khấu hao là 6 năm, theo văn bản về khấu hao tài sản cố định. Tháng 1 năm 2021, doanh nghiệp thanh lý bán xe này với giá 5 tỷ đồng. Thu nhập từ thanh lý xe là 5 tỷ, trừ đi 6 tỷ cái nguyên giá, trừ đi 1 tỷ cái khấu hao, thì thu nhập từ thanh lý xe là bằng 0. Như vậy thì chúng ta xác định cái chi phí khấu hao được trừ là bao nhiêu. Trường hợp A là 267 triệu đồng. Trường hợp B là 1 tỷ đồng, trường hợp C là 733 triệu đồng. Đối với những cái câu hỏi như thế này thì chắc chắn rằng là chúng ta là câu hỏi tính toán rồi. Mặc dù người ta cho đáp án sẵn nhưng chúng ta vẫn phải căn cứ vào cái số liệu, cái dữ liệu của cái câu hỏi, cái đề bài cho để chúng ta tính. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở năm 2020 á, khấu hao kế toán đối với xe này là 1 tỷ. Đúng không? Đó là khấu hao kế toán. Tại vì chúng ta mua chiếc xe này với nguyên giá là 6 tỷ đồng. Nhưng mà cái chi phí khấu hao được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà chúng ta được đem hết cái phần khấu hao kế toán này là 1 tỷ vào được. Mà chúng ta chỉ khấu hao đối với cái phần mà cái chi phí mà chúng ta được tính vào cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thôi. Cho nên đó là chúng ta phải tính cái phần chênh lệch, cái phần chênh lệch mà không được trừ. Ở đây là người ta kêu xác định chi phí khấu hao được trừ. Thì cái phần chi phí mà khấu hao được trừ ở đây là bao nhiêu? Là
Tức là chúng ta sẽ lấy 1 tỷ 6, chúng ta chia cho 6 năm, thì 1 năm chúng ta sẽ được trừ 267 triệu đồng. Chứ chúng ta không có lấy 6 tỷ mà chúng ta chia cho 6 năm ra 1 tỷ. Khấu hao một năm, mỗi năm là 1 tỷ, thì cái đó là chúng ta là khấu hao, đó là khấu hao kế toán. Còn về chúng ta phải điều chỉnh sau khi chúng ta khấu hao kế toán là 6 tỷ đó, chúng ta chia cho 6 là 1 tỷ đồng một năm đó, thì chúng ta hạch toán trên sổ sách kế toán, thì sau khi đó chúng ta khi mà chúng ta thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái khoản chênh lệch này. Chúng ta xác định lại là theo quy định về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì chúng ta xác định rằng chúng ta sẽ chỉ được khấu hao được trừ là chúng ta chỉ được lấy cái 1,6 tỷ thôi, chứ chúng ta không được lấy cái nguyên giá là 6 tỷ đồng. Tại vì theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khi mà đối với trường hợp mà chúng ta mua xe ô tô dưới 9 chỗ thì chúng ta chỉ được tính vào cái chi phí được trừ này là với cái mức giá là 1,6 tỷ, cho nên chúng ta lấy 1,6 tỷ này chúng ta chia cho 6 năm thì chúng ta ra mỗi năm là 267 triệu đồng. Do đó thì cái chi phí được trừ chúng ta là 267 triệu đồng. Chúng ta chọn đáp án là đáp án A. Và cái phần chênh lệch không được trừ giữa cái 1 tỷ với lại cái 267 triệu đồng này á là cái phần là nó sẽ dư ra, chúng ta không được trừ là 733 triệu đó. 1 tỷ là 1 tỷ của đáp án B này á là cái gì? 1 tỷ đáp án B này là cái phần khấu hao theo kế toán đó, là chúng ta lấy 6 tỷ mà chúng ta chia cho 6 đó. Còn cái phần đáp án C là cái đáp án mà 733 triệu đồng đó, là cái này là cái phần mà chi phí khấu hao mà chúng ta không được trừ đó, nó là chênh lệch giữa cái 1 tỷ đồng giữa cái khấu hao kế toán và cái khấu hao về thuế là 1 tỷ 6 chia cho 6 là 267 đó. Chúng ta lấy 1 tỷ chúng ta trừ cho 267 triệu thì chúng ta sẽ ra là 733 triệu. Như vậy thì cái khoản chênh lệch 733 triệu này là cái khoản chênh lệch không được trừ, thì chúng ta sẽ được ghi nhận vào chỉ tiêu B4 khi mà chúng ta quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, hay còn gọi là các khoản chi không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi, chúng ta qua câu 21. Phần trích khấu hao tài sản cố định nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế? A. Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn đang sử dụng. B. Là khấu hao đối với tài sản cố định có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, trừ trường hợp là tài sản cố định thuê mua tài chính. C. Là khấu hao đối với tài sản cố định được quản lý theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý về tài sản cố định và toán kế toán hiện hành. Như vậy thì chúng ta chọn đáp án nào? Tất nhiên rằng đối với khấu hao tài sản cố định là hoạt động mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải thực hiện. Nhưng liệu có phải là tất cả các tài sản cố định sử dụng trong doanh nghiệp chúng ta đều phải trích khấu hao hay không? Theo như quy định về trích khấu hao tại điều 9 của thông tư 45 thì tất cả các tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp đều phải được trích khấu hao, trừ những tài sản cố định sau đây là tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó. Chúng ta đọc tới đây, chúng ta nhớ tới đây là chúng ta sẽ thấy nó rơi vào trường hợp A rồi, là cái tài sản cố định này là đã hết giá trị sử dụng rồi. Mà đã hết giá trị sử dụng rồi thì chúng ta không được quyền khấu hao tiếp, cho nên là mà ở đây chúng ta thực hiện khấu hao thì chúng ta, đó là sai sai quy định, cho nên cái phần trích khấu hao này chắc chắn là chúng ta không được tính bằng chi phí được trừ. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án A. Và chúng ta sẵn ở đây thì chúng ta nên mở rộng một cái vấn đề nữa cho các bạn, thầy mở rộng cho các bạn để các bạn nhớ luôn, là tất cả các tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao ha, trừ những cái tài sản cố định sau đây. Thứ nhất là tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn đang sử dụng và vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là cái tài sản cố định khấu hao chưa hết nhưng mà bị mất thì chúng ta cũng không phải trích khấu hao nữa. Thứ ba là tài số sản cố định khác
do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trừ tài sản cố định thuê tài chính. Ở cái câu này thì nó hơi bị đối lập với cái chỗ với cái đáp án B trong cái câu 21 ha. Đáp án B là khấu hao đối với tài sản cố định có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Cái câu này là đánh lừa các bạn đó. À, nhưng mà đối với quy định là không trích khấu hao thì lại là tài sản cố định khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Còn cái phương án trong cái câu đề bài này thì lại là có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Tất nhiên rồi, nó là tài sản cố định mà có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì tất nhiên là chúng ta được khấu hao. Còn cái trường hợp mà không được khấu hao là tài sản cố định khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trừ cái tài sản cố định thuê tài chính. Rồi, tài sản cố định không được quản lý theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Rồi, là cái này nó cũng ngược với lại cái phương án trong cái câu này, phương án C là khấu hao đối với tài sản cố định được quản lý. Đó, tất nhiên là tài sản cố định được quản lý theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành thì chúng ta được khấu hao, còn chúng ta chỉ không được trích khấu hao khi tài sản cố định đó chúng ta không được quản lý theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Rồi, tài sản cố định sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp trừ tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, như nhà nghỉ giữa xe, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo dạy nghề, nhà ở cho các lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Tài sản cố định từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp. Thì căn cứ theo quy định trên là tất cả tài sản cố định đó của doanh nghiệp đều phải được trích khấu hao dù tài sản đó không sử dụng, đang không sử dụng tài sản chờ thanh lý, nhưng chi phí khấu hao của tài sản đó có được tính vào chi phí được trừ hay không thì chúng ta lại phải xem lại nữa. Và cái chi phí mà khấu hao tài sản cố định như thế nào, trong thời gian tạm ngừng có khấu hao như ra sao thì ở trong phần lý thuyết thầy cũng đã chia sẻ rồi, cho nên ở đây thầy không mở rộng hơn nữa, các bạn xem lại cái phần lý thuyết ha. Rồi, chúng ta qua câu 22. Phần trích khấu hao tài sản cố định nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập trừ thuế? A là mua căn hộ chung dùng để ở. À, chung này chung cư đó nha. Rồi, thầy đọc lại ha. Phần trích khấu hao tài sản cố định nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập trừ thuế? A. Mua căn hộ chung cư dùng để ở. B. Mua căn hộ chung cư dùng để làm để ở và làm văn phòng. C. Mua căn hộ chung cư để làm văn phòng. D là cả A, B, C. Như vậy thì chúng ta xem, chúng ta mua cái căn hộ đó, căn hộ chung cư đó chúng ta dùng để ở, và thì chúng ta có được khấu hao tài sản cố định cái phần này chúng ta có được tính vào chi phí được trừ hay không? Rồi chúng ta mua cái căn hộ chung cư chúng ta dùng để ở và làm văn phòng, chúng ta có được tính vào chi phí được trừ hay không? Rồi mua căn hộ chung cư dùng để làm văn phòng thì chúng ta có được tính hay không? Theo cái căn cứ vào cái khoản 11 điều 6 của theo cái luật nhà ở đó năm 2014 thì có quy định rằng là các quy định các hành vi mà nghiêm cấm là sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo
dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh, vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ, gia đình, các cá nhân chung cư theo quy định của chính phủ. Do đó thì theo cái điều khoản này là các hành vi này là các hành vi bị cấm. Nên do đó là những cái hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật. Thì cái hành vi này sẽ không, do nó là hành vi vi phạm rồi thì tất nhiên tất cả các chi phí này liên quan đến cái phần trích khấu hao này thì chúng ta sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thực thuế. Do đó chúng ta sẽ chọn cái phương án là phương án D, là cả A, B, C. Nó cái phương án A là chúng ta đã thấy nó không hợp lý rồi, tại vì mua mà chúng ta để ở nó không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nữa, cho nên nó cũng là bị loại là tất nhiên. Riêng cái đáp án B và đáp án C đó, thì mua mặc dù mua hộ chung cư mà chúng ta để làm văn phòng đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng không, chúng ta cũng bị rơi vào cái hành vi nghiêm cấm của cái luật nhà ở, cho nên chúng ta cũng không được tính vào chi phí được trừ. Rồi, chúng ta qua câu 23 ha. Công ty A chuyển nhượng văn phòng làm việc cho công ty B. Công ty A đã thanh toán tiền đầy đủ, nhưng công ty B lại không đủ giấy tờ pháp lý để thực hiện việc chuyển nhượng. Thì cái chi phí khấu hao văn phòng này như thế nào? Trường hợp A là ghi tăng tài sản cố định và tính vào chi phí được trừ. Trường hợp B là ghi tăng tài sản cố định nhưng không tính vào chi phí được trừ. Trường hợp C là không ghi tăng vào tài sản cố định và không tính vào chi phí được trừ. Và trường hợp D là không có trường hợp nào. Ở đây thì công ty A chuyển nhượng văn phòng làm việc nhưng mà không có đầy đủ giấy tờ pháp lý ha. Nó là không có đầy đủ được cái giấy tờ pháp lý để thực hiện cái việc chuyển nhượng, thì cái chi phí khấu hao văn phòng này nó được tính như thế nào? Do nó là không có đủ cái giấy tờ pháp lý để mà thực hiện cái việc chuyển nhượng, cho nên nó sẽ không có đủ cái căn cứ để chúng ta ghi nhận vào tài sản cố định, và nó không có đủ cái căn cứ để chúng ta ghi nhận vào cái tài sản cố định, cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta ghi tăng tài sản cố định cả. Và chúng ta đã không ghi tăng tài sản cố định thì tất nhiên rồi chúng ta sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi chúng ta khấu hao. Do đó là chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Câu 24. Công ty A thuê nhà thô. Nhà thô nó gồm có chỉ bao gồm có hệ thống móng cọc, khung nhà bê tông, cốt thép để làm văn phòng. Thì cái phần hoàn thiện căn nhà này do công ty A thực hiện, nó đủ tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản cố định. Thì thứ nhất của A là ghi tăng tài sản cố định tính vào chi phí được trừ. B là ghi tăng tài sản cố định không tính vào chi phí được trừ. C là không ghi tăng tài sản cố định, không tính vào chi phí được trừ. D là không có trường hợp nào. Và chúng ta xem lại cái đề như thế này. Nghĩa là công ty A này thuê một cái văn phòng, thuê một cái căn nhà, thuê một cái nhà để làm văn phòng. Nhưng mà cái nhà này đã thuê là chỉ là thô thôi. Nó chỉ gồm có hệ thống là móng cọc nè, bê tông cốt thép thôi chứ chưa có hoàn thiện, thì cái công ty A này mới là đứng ra hoàn thiện cái căn nhà này. Thì xác định rằng là các thủ tục hoàn thiện căn nhà hoặc là chi phí này kia nọ đó là thực hiện đủ điều kiện để ghi nhận vào tài sản cố định,
đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Do đó, nếu mà đã đủ tài sản cố định thì đương nhiên là doanh nghiệp được quyền ghi tăng tài sản cố định và tính nó vào chi phí được trừ. Do đó, đối với câu số 24 này, chúng ta chọn đáp án là đáp án A, là ghi tăng tài sản cố định và tính vào chi phí được trừ. Cái đáp án của câu này thì chúng ta có thể tham khảo thêm cái công văn 9162 của Cục Thuế ngày 21 tháng 9 năm 2017 Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta xem lại cái điều 3 tiêu chuẩn để và nhận biết của tài sản cố định theo cái thông tư số 45 ha. Khoảng 1 điều 3 của thông tư số 45 đó, cái tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định đó, chúng ta xem lại cái khoản đó. Chúng ta qua câu 25. Công ty Hoàng Gia Luật năm 2020 xây dựng tòa nhà làm việc của công ty chưa hoàn thành. Bên công ty xây dựng và công ty Hoàng Gia Luật tiến hành nghiệm thu phần công việc đã hoàn thành và nhất trí giá trị hoàn thành đến 31 tháng 12 năm 2020 là 10 tỷ đồng. Khi nhận hóa đơn giá trị gia tăng, công ty đã thanh toán ngay một lần theo quy định của pháp luật thuế đối với nhà cửa vật kiến trúc được phép trích khấu hao trong 20 năm, thì kế toán đã tập hợp và hạch toán chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2021 như thế nào cho đúng. Thứ nhất, A là phân bổ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2020 là lấy 10 tỷ đó chia cho 20 năm là ra 500 triệu trên một năm. B là không được tính toàn bộ vào chi phí trong năm 2020 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. C là không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. D là toàn bộ chi phí xây dựng tòa nhà được trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Thì ở đây là chúng ta phân tích cái đáp án này, cái đề bài này là tức là năm 2020 đó, là cái công ty Hoàng Gia Luật này họ mới là tiến hành mời cái đơn vị thi công xây dựng cái tòa nhà để họ làm việc. Nhưng mà cái tòa nhà này chưa được hoàn thành và chỉ là nghiệm thu, là chỉ nghiệm thu một phần công việc đã hoàn thành thôi. Và họ nhất trí cái phần công việc đã hoàn thành đó tính ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 10 tỷ. Và họ cũng đã thanh toán đầy đủ cái số tiền đó và đã có hóa đơn chứng từ rồi. Vậy là kế toán của họ đã tập hợp và hạch toán cái chi phí để họ tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái năm 2020 chứ không phải là 21. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có phân loại về tài sản cố định hữu hình thì chúng ta có 7 cái loại. Thứ nhất là nhà cửa và kiến trúc. Thì nhà cửa và kiến trúc đó là gì? Nhà cửa và kiến trúc là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình thành sau một quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi và các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, đường băng, sân bay, cầu tàu, cầu cảng, ủ triều, truyền đà, ủ để mà phục vụ việc hạ thủy tàu đó. Rồi cái nguyên giá mà chúng ta ghi nhận tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng là gì? Cái nguyên giá mà tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu đó,
là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành cộng với lại phí trước bạ, chi phí có liên quan trực tiếp khác. Trường hợp mà tài sản cố định do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành. Do đó là theo quy định đó thì đối với cái trường hợp này là cái tài sản cố định, cái xây dựng này, cái tòa nhà này là chưa hoàn thành cho nên không thể nào mà ghi nhận là tài sản cố định đạt được, cho nên là nó chưa đủ điều kiện để mà ghi nhận vào cái nguyên giá của tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng. Do đó thì mà đã không được tính là nguyên giá rồi, tại vì nó chưa có hoàn thiện mà, nó chưa có quyết toán mà, nó chưa có xong mà, nó chưa có đi vào hoạt động mà, và cũng chưa đưa vào sử dụng nữa. Đấy, cho nên nó là chúng ta không thể nào mà chúng ta phân bổ cái chi phí này được. Do đó thì chúng ta chọn đáp án là đáp án C, là chúng ta không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Và chúng ta qua câu số 26 là công ty A sản xuất sản phẩm mà không thuộc các trường hợp nhà nước ban hành định mức tiêu hao, thì A là chúng ta phải lập định mức cái tiêu hao nguyên vật liệu nè, khoản chi phí nguyên vật liệu sử dụng sản xuất sản phẩm được tính vào chi phí được trừ. B là không bắt buộc phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu, khoản chi phí nguyên vật liệu sử dụng sản xuất sản phẩm được tính vào chi phí được trừ. C là không lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu, khoản chi phí nguyên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm không được tính vào chi phí được trừ. D là tất cả đều sai. Đó, trong cái ba các trường hợp trên, trường hợp thứ nhất là chúng ta lập định mức ha, và chúng ta được tính vào cái chi phí được trừ ha. B là chúng ta không bắt buộc phải lập định mức hen, và nhưng mà khoản chi phí này chúng ta vẫn được tính vào chi phí được trừ hen. Còn C là không lập định mức luôn, chứ là không phải là không bắt buộc. Ở trên là phải lập định mức, B là không bắt buộc lập định mức, C là không lập định mức. Và nếu mà không lập định mức thì các khoản chi phí này là không được tính vào chi phí được trừ. Ha, còn trường hợp A là lập định mức thì cái khoản chi phí này, cái định mức tiêu hao nguyên vật liệu đó, thì cái khoản chi phí mà nguyên vật liệu được sử dụng đó được tính vào chi phí được trừ. Và trường hợp B là không bắt buộc phải lập, nhưng mà và nếu mà không bắt buộc phải lập mà và cái khoản chi phí này cũng được tính vào chi phí được trừ nếu mà chúng ta không lập. Còn trường hợp C là chúng ta khẳng định luôn là không lập, là chúng ta không được sử dụng và được tính vào chi phí được trừ. Cho nên là cái phương án nào, một A, B, C hay là tất cả đều sai, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái hướng dẫn của các điều 6 của cái thông tư 78 của hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đó, thì các khoản chi phí được trừ và không được trừ xác định thuế thu nhập chịu thuế đó, xác định thu nhập chịu thuế đó, thì chúng ta có cái mục 2.3 là chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm là chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt phần mức tiêu hao hợp lý. Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa nhà nước đã ban hành định mức
tiêu hao thì thực hiện theo định mức của nhà nước ban hành. Đó là như vậy thì đối với việc áp dụng cái thông tư 78 trên 2014 đó, thì công ty phải xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu và lưu tại công ty. Nếu trường hợp mà doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, những khoản chi phí nguyên vật liệu mà phát sinh vượt so với định mức tiêu hao vật liệu mà do doanh nghiệp đã xây dựng từ đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ ngày 4 tháng 8 năm 2015 đó là cái ngày mà cái thông tư 96 năm 2015 nó có hiệu lực thi hành đó, thì đã sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 78 tại điều 4 như sau. Là điều 4 là sửa đổi bổ sung điều 6 thông tư 78 trên 2014. Các khoản chi không được trừ xác định thu nhập chịu thuế bao gồm 2.3 là phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được nhà nước ban hành định mức. Như vậy thì từ ngày 4 tháng 8 năm 2015 thì theo hướng dẫn sửa đổi tại thông tư 96 trên 2015 thì doanh nghiệp sẽ bị chỉ bị trừ những khoản chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hóa đối với những đối tượng mà nhà nước đã ban hành định mức thôi. Thì vậy thì trường hợp doanh nghiệp từ năm 2015 sẽ không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu lưu tại công ty để làm căn cứ kiểm tra của cơ quan thuế để tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp nữa. Từ cái quy định của pháp luật nêu trên thì có thể thấy tinh thần cái cải cách hành chính của chính phủ về việc để doanh nghiệp tự quản lý chi phí sản xuất của mình trên khuôn khổ những định mức mà nhà nước đã lập ra sẵn. Còn định mức mà doanh nghiệp lập ra nhằm mục đích quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, hạ thấp giá thành sản phẩm chỗ là chủ yếu chứ không dùng để làm căn cứ để xác định chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Cũng như theo cái thông tư 96 trên 2015 á, thì cũng không có quy định là doanh nghiệp không được phép lập định mức nguyên vật liệu. Vì thế nếu có nhu cầu sản xuất và nhu cầu quản trị doanh nghiệp vẫn thấy cần thiết phải lập định mức tiêu hao vật liệu thì doanh nghiệp hoàn toàn được phép lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảo định mức nguyên vật liệu doanh nghiệp phải lập tuân thủ theo quy định những định mức mà pháp luật đã quy định. Như vậy thì ở đây vào cái thời điểm hiện hành này thì các doanh nghiệp không có buộc phải mà lập định mức nữa. Thì các khoản chi nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm vẫn được tính vào chi phí được trừ. Do đó thì chúng ta chọn đáp án là đáp án B, là không bắt buộc phải lập định mức, trừ khi những cái chi phí mà vượt cái định mức mà định mức đó do nhà nước đã ban hành thì mới là tính vào chi phí không được trừ. Còn ngoài ra thì không buộc là doanh nghiệp phải lập định mức. Việc mà doanh nghiệp lập định mức là cái việc đó để cho doanh nghiệp quản trị sản xuất, quản trị giá thành, tính coi giá thành cái kết cấu chi phí trong một cái sản phẩm đó là như thế nào, bao nhiêu, để từ đó chúng ta có những cái doanh thu nó phù hợp với cái giá vốn chúng ta. Rồi câu 27. Công ty A thu mua thủy sản từ thương nhân thu gom, nghĩa là thu mua từ các hộ nuôi trồng đánh bắt trực tiếp, có mức doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng dưới ngưỡng 100 triệu đồng trên một năm thì được tính vào chi phí được trừ khi A lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ theo mẫu 01 trên TNGM, B là chứng từ thanh toán, C là hợp đồng mua bán, D là cả A, B, C.
Rồi, đối với trường hợp này thì chúng ta chọn đáp án nào? Chúng ta nhớ lại các chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn. Chi phí mà của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01 trên TNGN theo thông tư số 78 trên 2014 trên TT-BTC, nhưng không lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng cung cấp dịch vụ không được tính trong các trường hợp là mua hàng hóa là nông lâm thủy sản của người sản xuất đánh bắt tiếp. Có nghĩa là nếu mà chúng ta mua mà của những người này thì chúng ta sẽ được tính chi phí mua vào, dịch vụ mua vào mà không có hóa đơn đó. Thì đối với các trường hợp như thế như sau, chúng ta được lập cái bảng kê 01 trên TNDN này là mua hàng hóa nông lâm thủy sản mà người sản xuất đánh bắt trực tiếp bán ra, mua sản phẩm thủ công làm bằng đai cói tre nứa lá sông mây rơm vỏ dừa sọ dừa hoặc là nguyên liệu tận dụng từ các sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra, mua đất đá cát sỏi của hộ kinh doanh cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua tài sản dịch vụ của hộ cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra, mua hàng hóa dịch vụ của cá nhân hộ kinh doanh không bao gồm các trường hợp nêu trên có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng 100 triệu đồng trên một năm. Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua bán hàng hóa dịch vụ được phép lập bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường để xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh là hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận, chứng từ thanh toán, bảng kê. Như vậy thì ở trường hợp này chúng ta chọn đáp án nào? Chúng ta chọn hết. Tức nghĩa là khi mua trong cái trường hợp này thì chúng ta phải có bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ theo cái mẫu 01 và chúng ta phải có chứng từ thanh toán, và chứng từ thanh toán này thì không quy định là phải chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi chúng ta phải có cái hợp đồng mua bán, cho nên chúng ta phải chọn cái đáp án D là A, B, C tất cả các đáp án trên. Câu 28. Công ty A thuê mặt bằng của hộ dân để làm chỗ để xe cho nhân viên thì chi phí được tính vào chi phí được trừ hay không? Thì chi phí tính được trừ khi mà A là có hợp đồng thuê mặt bằng, B là có chứng từ thanh toán, C là chứng từ nộp thuế hoặc nộp thuế thay, D là cả ba trường hợp trên. Nghĩa là phải thỏa mãn A, thỏa mãn B, thỏa mãn C hay là thỏa mãn cả ba đáp án trên thì chúng ta sẽ được tính vào chi phí được trừ. Trong cái trường hợp mà công ty này thuê cái mặt bằng của một hộ cá hộ hộ dân để làm một chỗ để xe cho nhân viên thì chúng ta sẽ nhớ lại cái quy định về chi tiền thuê tài sản của cá nhân phải đầy đủ hồ sơ chứng từ dưới đây. Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản. Đấy, cái câu đó không là chúng ta đã thấy nó rơi vào hai trường hợp rồi, đó là trường hợp A là hợp đồng thuê mặt bằng đó và trường hợp B là chứng từ thanh toán đó. Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân. Đó là nó thêm cái trường hợp C trong cái đề này nữa, trong cái câu trắc nghiệm này nữa ha. Rồi trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế
nghĩa là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đó, và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản, bao gồm cả các phần thuế nộp thay cho cá nhân. Cho nên đối với câu này là chúng ta chọn đáp án nào? Chúng ta chọn đáp án D là cả ba trường hợp trên luôn, là chúng ta phải có hợp đồng thuê mặt bằng, có chứng từ thanh toán, chúng ta có chứng từ nộp thuế đối với, hoặc là chúng ta nộp thuế thay đối với trường hợp mà chúng ta thỏa thuận với bên cho thuê là chúng ta sẽ nộp thuế cho họ luôn, thì chúng ta phải có chứng từ nộp thuế. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về cái tính hợp lý, hợp lệ của chi phí thuê tài sản. Theo quy định hiện hành, nếu mà cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng trên một năm, nghĩa là tương đương với khoảng 8,3 triệu đồng trên một tháng, thì phải kê khai và nộp thuế. Và nhưng doanh nghiệp và bên cho thuê sẽ có một cái sự thỏa thuận ngầm với mức thuế này dưới 100 triệu đồng trên năm để không phải nộp tiền thuế. Thì hiện nay thì cơ quan thuế họ rất là chú trọng là đẩy mạnh các trường hợp như thế này. Họ có thể so sánh với các mặt bằng cùng địa điểm để họ ấn định cái mức thuế và họ truy thu thuế. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề đó. Câu 29 là công ty A thuê xe ông B với số tiền là 15 triệu đồng trên một tháng thì không được tính vào chi phí được trừ khi không có hợp đồng, B là không có chứng từ thanh toán, C là không nộp tiền thuế, không nộp thuế thay tiền thuế, không nộp thay tiền thuế, và D là tất cả các đáp án trên. Đấy, câu này là nó lại ngược lại với câu trên. Câu trên là có đầy đủ, có hợp đồng, có chứng từ thanh toán, có chứng từ nộp thuế. Còn câu này là thuê xe, cũng là thuê tài sản, nhưng mà không có cái chứng từ gì cả, mà không có hợp đồng, mà không có chứng từ thanh toán, không có nộp tiền thuế luôn và không nộp thay tiền thuế luôn, thì có được tính vào chi phí được trừ hay không? Thì trường hợp này tất nhiên là không, cho nên chúng ta chọn đáp án là đáp án D là tất cả các đáp án. Chúng ta cũng cần nhớ lại cái phần mà chi tiền thuê tài sản của cá nhân ha. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân thì chúng ta phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ đó. Mà thầy đã chia sẻ với các bạn ở câu 28 rồi, nên câu này thầy không nhắc lại nữa ha. Câu số 30 là doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi trả cho người lao động nào dưới đây. A là tiền lương, tiền công trả cho lao động có hóa đơn chứng từ theo quy định của luật. B là tiền lương cho người lao động không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. C là cả hai khoản chi nêu trên. Đây đây là xác định chi phí được trừ đối với lại tiền lương tiền công. Thì như cái lý thuyết chúng ta đã chia sẻ đó, chúng ta đã nhớ lại là cái chi phí tiền lương tiền công tiền thưởng cho người lao động đó, thì được hạch toán vào chi phí, đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ thì phải được chi phí, phải được chi trả thực tế và hoặc có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật. Có nghĩa là trên thực tế là có thực hiện chi trả, có phiếu chi lương, có bản thanh toán lương, có chữ ký của người lao động hoặc ủy nhiệm chi nếu mà chi trả qua ngân hàng, và các khoản tiền lương tiền thưởng khi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động phải được ghi cụ thể về điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau đây, như là hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn, quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, tổng giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty hoặc tổng công ty. Có nghĩa là các khoản chi phí liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ trên. Ví dụ như là thưởng doanh số thì đạt cái mức doanh số bao nhiêu, tương ứng với tỷ lệ thưởng bao nhiêu và ghi trực tiếp vào cái hợp đồng lao động hoặc là phụ lục bổ sung hợp đồng lao động. Còn trường hợp mà doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, trong đó có ghi khoản chi tiền học cho con
của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập từ thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghĩa là phải có hóa đơn, có biên lai thu học phí, phiếu thu phiếu chi và được trừ trực tiếp trong các khoản họ và được ghi trực tiếp trong các hồ sơ trên. Do đó thì trong cái câu này là doanh nghiệp sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tiền thưởng cho người lao động mà không ghi cụ thể cái điều kiện nào được hưởng trong cái hợp đồng lao động hoặc là thỏa ước lao động tập thể. Cho nên chúng ta chọn đáp án là đáp án B, là cái đáp án mà doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ đó. Và cụ thể về các khoản chi phí được trừ, chi phí không được trừ thì các bạn xem lại cái lý thuyết của cái mục là chi phí được trừ đối với tiền lương, tiền công quy định cụ thể hơn. Cho nên thầy chỉ chia sẻ những cái gì mà nó liên quan, nó gói ghém trong cái câu này thôi, không đi mở rộng lan man quá thì nó lại quay lại về cái lý thuyết quá. Rồi câu 31. Công ty A ký hợp đồng thuê người nước ngoài làm việc tại công ty, có phát sinh các khoản chi làm giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài không được tính vào chi phí được trừ nếu mà có đầy đủ chứng từ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty, không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty. C là không tính. Không tính vào thu nhập trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động. Đáp án D là A và B. Câu 31. Đây chúng ta lưu ý là không được tính vào chi phí được trừ nha. Người ta hỏi là không được tính vào chi phí được trừ đó. Chúng ta lưu ý có cái câu hỏi để nhiều khi bị gài ha. Thứ nhất là có đầy đủ chứng từ hóa đơn. Nhìn vô đây thấy có đầy đủ chứng từ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ được tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên chúng ta phải đọc kỹ thôi ha. Nó có đầy đủ chứng từ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhưng mà nó lại không ghi tên và địa chỉ, mã số thuế của công ty thì có được trừ hay không? Rồi, không ghi đầy đủ hóa đơn, không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì có được trừ hay không? Rồi, không tính vào thu nhập chịu thuế, thu nhập cá nhân thì câu này nó lại không liên quan đến lại chi phí được trừ khi xác định thuế thu được trừ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nó lại liên quan đến thu nhập cá nhân. Cho nên câu này hỏi là hỏi vui thôi. Cho nên đối với trường hợp này thì chúng ta chọn trường hợp là đáp án D là A và B, là cả A cũng không được trừ vào chi phí và đáp án B cũng không được tính vào chi phí được trừ. Vì chúng ta xem lại cái điều kiện xác định chi phí được trừ và chi phí không được trừ đó, chúng ta xem lại ha. Chúng ta qua câu 32. Là công ty A có ký hợp đồng với một đơn vị dịch vụ để mà tính và kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của công ty thì khoản chi phí cái chi phí dịch vụ này á không được tính vào chi phí được trừ nếu A hợp đồng này thực hiện tư vấn tính thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân thuộc trách nhiệm tính kê khai thuế quyết toán thuế của cá nhân. C là tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. B là tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. C là có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Rồi, ba cái đáp án này thì chúng ta chọn đáp án nào? Chúng ta lưu ý rằng đọc kỹ đề bài hen, là tức là công ty A này ký hợp đồng với một cái đơn vị dịch vụ đó để tính và kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì cái khoản chi phí này
không được tính vào chi phí được trừ nếu thứ nhất là hợp đồng này thực hiện tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân thuộc trách nhiệm tính kê khai quyết toán thuế thu nhập thuế cho các cá nhân đó, thì tất nhiên là cái câu A là không được trừ vì cái này không phục vụ cho doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp mà phục vụ cho đích danh một cái cá nhân. Mà đúng lý ra, thí dụ là cái vấn đề mà kê khai tính cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân á là của cá nhân đó, nhưng mà doanh nghiệp lại đứng ra thuê một cái dịch vụ đó, thuê một cái dịch vụ bên ngoài ha, để mà thực hiện tư vấn để tính thuế thu nhập cá nhân cho cái người đó, thì cái này nó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho nên nó không được tính vào chi phí được trừ. Trường hợp B là tính vào thu nhập trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động, thì cái này nó lại liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, cho nên cái câu B này lại không liên quan đến chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập trừ thuế thu nhập cá nhân. Và trường hợp C là có hóa đơn có chứng từ đầy đủ, có hóa đơn có chứng từ đầy đủ, thì ở đây nó sẽ là được trừ, ngoại trừ trường hợp B hoặc trường hợp A nha. Mặc dù có hóa đơn có chứng từ đầy đủ nhưng mà thực hiện cái này là thực hiện cho đích danh cá nhân á, thì cũng không được trừ, nhưng mà ở đây người ta chỉ nêu là có hóa đơn chứng từ đầy đủ thôi, người ta không nói gì hết, và người ta kêu mình chọn A chọn B chọn C ha, chọn A chọn B chọn C. B thì mình không thể chọn rồi, mình không chọn rồi, và ở đây mình cũng không thể nào chọn cả A và B được, vì nó không có cái câu là chọn A và B, cho nên còn cái câu A và câu C, còn A và C thì chúng ta sẽ thấy là cái chọn cái câu A là chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là hợp lý nhất, cho nên chúng ta phải chọn đáp án là đáp án A. Rồi chúng ta tiếp tục. Chúng ta qua câu 33. Câu 33 nói gì? Công ty A có tổng giám đốc đồng thời là thành viên hội đồng quản trị thì khoản thù lao được tính vào chi phí được trừ khi A là trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, B là có nhận thù lao hội đồng quản trị, C là có quy định cụ thể tại quy chế tài chính của công ty, D là cả ba trường hợp trên. Công ty A có tổng giám đốc, có nghĩa là công ty này có ông tổng giám đốc ha, mà đồng thời ông này cũng là thành viên hội đồng quản trị, có nghĩa là ông cũng là nằm trong cái cổ đông góp vốn đó, ông cũng là hội đồng thành viên của hội đồng quản trị, ông vừa là thành viên hội đồng quản trị, ông vừa là tổng giám đốc luôn, thì cái thù lao cho cái hội đồng thành viên hội đồng quản trị này được tính vào chi phí được trừ khi nào? Đưa ra ba cái option trên ABC và một cái option là cả ba trường hợp này luôn, tức là để chúng ta lựa chọn ha. Thì chúng ta sẽ nhớ đến cái phần lý thuyết mà thầy chia sẻ chúng ta đó, ở trong cái phần chi phí tiền lương tiền công tiền thưởng cho người lao động thì nó có cái phần D là thù lao mà chi trả cho các sáng lập viên, các thành viên của hội đồng thành viên hội đồng quản trị mà những người này phải trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh đấy, là phải trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, và nó được rơi vào cái A rồi nè, nghĩa là các sáng lập viên này á, các thành viên của hội đồng quản trị này á, nếu mà không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì các khoản thù lao chi trả của những người này sẽ không được tính vào cái chi phí thu nhập doanh nghiệp. Do đó tất nhiên là người ta nhắc đến khoản thù lao thì bắt buộc là họ phải có nhận thù lao, có nhận thù lao thì mới được tính vào chi phí, chứ không nhận được nhận thù lao thì đâu có được tính vào, được gọi là chi phí. Mà được có nhận thù lao nhưng mà nếu mà họ không tham gia trực tiếp vào điều hành sản xuất thì họ cũng chưa đủ điều kiện để tính vào chi phí được trừ, chỉ mới được tính vào chi phí thôi chứ còn chưa đủ điều kiện để tính vào chi phí được trừ. Và nếu mà họ có thù lao mà họ cũng là trực tiếp tham gia vào điều hành sản xuất kinh doanh luôn, nhưng mà cái thù lao này
nó lại không có quy định cụ thể tại cái quy chế tài chính thì cũng không được tính vào chi phí được trừ, và do đó nó phải đáp ứng đủ cả ba cái trường hợp trên thì cái chi phí này mới được tính, cái thù lao này mới được tính vào cái chi phí được trừ. Do đó chúng ta chọn đáp án là đáp án D, là phải chọn luôn cả ba trường hợp đó, nghĩa là ông tổng giám đốc này ông đồng thời là thành viên hội đồng quản trị thì cái khoản thù lao của ông á được tính vào chi phí được trừ khi mà ông tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh, thứ hai là ông có nhận cái thù lao ha, thứ ba là nó cũng có quy định cụ thể tại cái quy chế tài chính về cái việc mà ông nhận thù lao này đó. Chúng ta phải luôn luôn nhớ thì cái chi phí đó thì mình tính được vào chi phí được trừ. Rồi chúng ta qua câu 34 ha, các bạn đọc đề đi, hơi khan tiếng. Công ty có phát sinh doanh thu không, công ty có phát sinh thù lao cho ban kiểm soát, thù lao này được tính vào chi phí điều trừ nếu a ban kiểm soát thực hiện đúng theo quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát tại điều 170 của luật doanh nghiệp, b được chi trả thù lao có quy định cụ thể tại quy chế tài chính của công ty, c là không có trường hợp nào, d là a và b. Như vậy thì ở đây là thù lao cho ban kiểm soát nha, chúng ta lưu ý là thù lao ban kiểm soát chứ không phải là thù lao của thành viên hội đồng quản trị hay là hay là cổ đông góp vốn, hay là nếu mà công ty trách nhiệm hữu hạn thì chúng ta gọi là gì, tự nhiên thì quên tên mất tiêu rồi, hội đồng thành viên. Đấy, chúng ta nên ghi nhớ là đây là thành thù lao của ban kiểm soát. Thì chúng ta cũng quay lại cái trường hợp D hồi nãy mà thầy có nói đó, là thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và những người này là phải trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh đó. Thì trong cái khoản này thì họ nói đến cái thành của những người sáng lập viên, của những thành viên hội đồng quản trị, chứ họ không nói đến ban kiểm soát. Cho nên đó là cái chi phí mà cái thù lao mà cho ban kiểm soát này thì không có rơi vào cái trường hợp là thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị, mặc dù là ban kiểm soát này họ có thực hiện đúng theo quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát tại điều 170 đi chăng nữa, họ không có thuộc đối tượng là trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của công ty ha, tại vì họ họ không có nằm trong hội đồng quản trị, hay là họ cũng không có nằm trong cái ban giám đốc hay là tổng giám đốc công ty, nên các khoản chi phí mà thù lao trả cho ban kiểm soát thì cũng không được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp. Do đó mặc dù họ có được chi trả thù lao đi chăng nữa, có được quy định tại cụ thể tại một quy chế tài chính của công ty chăng nữa thì cũng không được tính vào chi phí được trừ. Do đó thì cả đáp án A và đáp án B thì đều là không phù hợp cả. Cho nên chúng ta chọn là A và B, chúng ta chọn đáp án D. Ở đây thì thật ra cho cái đáp án C cho vui thôi, không có trường hợp nào là không có trường hợp A, B và D đó. Nếu mà chúng ta chọn không có trường hợp nào là chúng ta chọn luôn cả cái trường hợp D này, là nó thật sẽ trở thành sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái đáp án D thì chúng ta chọn đáp án C nó lại là đúng, nghĩa là không có trường hợp nào của A của B cả ha. Cho nên nhưng mà nếu nó đã xuất hiện đáp án D là cả A và B là đều không được tính vào chi phí được trừ đó, cho nên chúng ta phải chọn đáp án D. Chứ mà nó đã có trường hợp D này mà chúng ta lại quay lại chúng ta chọn C, có nghĩa là không có trường hợp nào, nghĩa là chúng ta nó lại rơi vào là chúng ta không có trường hợp D luôn thì nó lại là sai ha. Cho nên chúng ta lưu ý là có những đề nhỏ nhỏ gì đó, nhưng mà dài một chút xíu thôi, chúng ta không để ý, chúng ta nhìn vào ấy là chúng ta chọn một cái là từ suy nghĩ chúng ta là đúng đó, nhưng mà cái chọn chúng ta nó từ đúng nó trở thành sai do chúng ta
vô tình thôi, chứ chúng ta không phải là chúng ta không hiểu bài. Nào ở đây ví dụ như mà chúng ta chọn là không có trường hợp nào, chúng ta suy nghĩ là A và B là không có trường hợp nào rồi đó. Đó là chúng ta đè vô chúng ta chọn đáp án C, nhưng mà chúng ta quên rằng là cái đáp án D nó mới là cái đáp án khẳng định. Còn đáp án C mà nó có cả D trong đó nữa thì nó trở thành sai. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Câu 35. Khoản chi nào sau đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế? A là tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, tiền lương tiền công của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ. B là tiền lương trả cho các thành viên của hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. C là cả hai khoản chi A và B nêu trên. Chúng ta đọc kỹ lại cái đề ha. Đầu tiên thì chúng ta thấy cái đáp án nào quen nè. Cái đáp án là tiền lương trả cho các thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh kinh doanh hàng hóa dịch vụ, đó là cái câu mà nãy giờ chúng ta được hỏi ở trên rồi đó, chúng ta đã giải ở trên rồi đó. Thì cái chi phí này được tính vào chi phí được trừ hay không? Là được tính vào chi phí được trừ, cho nên đáp án B này chúng ta được loại nó ra rồi nè. Còn lại đáp án C và đáp án A và đáp án C, và cái đáp án A là cả hai khoản chi A và B nêu trên. Mà trường đáp án B chúng ta đã loại rồi, cho nên đáp án C chúng ta cũng loại luôn. Thì nó còn lại là đáp án A. Đó, nếu mà chúng ta không có nhớ về hoặc là không nắm vững lý thuyết thì chúng ta dùng phương pháp loại trừ như vậy. Còn nếu mà chúng ta nhớ về lý thuyết và chúng ta nhớ lại cái quy định cái chỗ này thì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta chọn nó là như thế nào. Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động đó có một cái quy định ở chỗ là cũng là cái điểm D hồi nãy đó, là thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng, thành viên hội đồng quản trị mà những người này phải trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh ha, là chi phí được trừ đó. Nghĩa là các sáng lập viên này, các thành viên hội đồng quản các thành viên của hội đồng thành viên hội đồng quản trị này á, là nếu mà họ không trực tiếp tham gia vào điều hành sản xuất kinh doanh thì các khoản thù lao những người này sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra thì họ còn có cái căn cứ vào đặc thù doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, thì khoản chi tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp vào điều hành sản xuất kinh doanh, thì nó đều thuộc các khoản chi phí được quy định tại điểm D. Tiết D điểm 2.5 đó là gì? Đó là tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, là đều là không tính sorry các bạn nha, vì nhà thầy nằm dưới cái đường băng cho nên là thỉnh thoảng máy bay hay bay ngang qua như vậy đó, cho nên là thầy khi máy bay bay ngang qua thì thầy ngưng lại để ồn quá các bạn sẽ không nghe rõ. Rồi chúng ta quay lại cái câu này, nó cũng bị đứt quãng cho nên đôi khi cái tính liên tục nó hơi bị ngắt quãng, nó bị mất đi cái cảm giác đó. Tính lại là cái tiền lương mà tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân ha, hoặc là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, không phân biệt là họ có hay không có tham gia trực tiếp vào điều hành sản xuất kinh doanh thì sẽ không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Cho nên đáp án của chúng ta chọn ở đây là đáp án A, là tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, tiền lương tiền công của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chúng ta nên nhớ vấn đề đó nha. Đấy, cái này là thường hay gặp nè, tại vì công ty chúng ta hiện nay là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rất là nhiều. Rồi câu 36, doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm đầu được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với phần chi quảng cáo, tiếp thị khuyến mại, hoa hồng môi giới
chi tiếp tân khánh tiết hội nghị không vượt quá bao nhiêu phần trăm tổng số chi được trừ. A là 15%, B là 20%, C là 25%, D là không khống chế. Rồi, chúng ta có ấn tượng gì về cái mức này không? 15, 20, 25 này không? Thầy cũng mở rộng một chút xíu. Thật ra lý thuyết thì cũng đã nói rồi. Cái khoản chi mà lần đầu tiên cái khoản chi này á được đề cập thì chính thức trong một văn bản pháp luật, đó là cái thông tư 123, nó có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 á, thì theo đó cái mức chi cho khoản chi này và các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, chi báo hiếu, báo tặng các cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ bị khống chế tương ứng với thời hạn hoạt động như sau: là doanh nghiệp mới thành lập thì được chi không quá 15% tổng số chi được trừ trong 3 năm đầu. Đó. Chúng ta thấy xuất hiện cái 15% rồi đó ha. Doanh nghiệp đã thành lập từ 3 năm trở lên thì được chi không quá 10% tổng số chi được trừ. Phần vượt quá mức này, khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó, tức là khoản mà quá cái 15 và cái 10% đó thì sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên rằng đến cái thông tư số 78/2014 đó, nó có hiệu lực từ 2 tháng 8 năm 2014, thì cái mức khống chế nêu trên đối với mọi doanh nghiệp là 15% trên tổng số chi được trừ, không phân biệt cái số năm hoạt động. Tức là chúng ta có một cái giai đoạn là giai đoạn từ năm 2012 ha, là chúng ta chia làm hai cái khống chế, nghĩa là thứ nhất là doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm đầu thì khống chế là 15%, nằm ở 15%, và sau 3 năm trở lên thì khống chế ở mức 10%. Tuy nhiên thì đến cái giai đoạn là từ 2014 thì áp dụng chung cho cái mức đó là các doanh nghiệp luôn là 15%, không phân biệt là số năm hoạt động ha. Và hiện nay chúng ta lưu ý thêm một giai đoạn nữa, đó là hiện nay thì cái thông tư 96 năm 2015 nó ra đời thì cái điều này nó đã bị bãi bỏ rồi, cho nên điều đó có nghĩa là kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 trở đi ấy, thì doanh nghiệp không phải chịu khống chế đối với khoản chi này nữa và vẫn được tính vào chi phí hợp lý nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đấy. Cho nên là hiện tại bây giờ cái này là không khống chế, chúng ta chọn đáp án là đáp án D. Mà làm thế nào để các khoản chi tiếp khách được tính vào chi phí hợp lý? Thì một khoản tính vào chi phí hợp lý thì tất nhiên là chúng ta phải đảm bảo đủ cái điều kiện về chi phí được trừ, chi phí không được trừ. Chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại cái điều kiện mà chi phí được trừ rồi đó. Tức là nó phải thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nè của doanh nghiệp, rồi nó có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định, rồi đối với những hóa đơn mà mua từng hàng hóa dịch vụ mà mua từng lần mà có giá trị trên 20 triệu thì đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thì phải thanh toán với chứng, khi mà thanh toán thì phải có chứng từ không dùng tiền mặt vân vân. Đấy. Ngoài cái đó ra thì thực tế vận dụng trên thực tế thì các khoản chi tiếp khách đó, thường thì hay bị loại do chúng ta không có phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ như chúng ta dẫn ông giám đốc, ông dẫn gia đình ông đi ăn chẳng hạn, ông cũng lấy hóa đơn, thì những cái đó thì cũng sẽ không được tính vào chi phí được trừ, thì nó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đó thì chúng ta nếu có chúng ta phải chứng minh có hồ sơ và chứng từ hợp lý như là bill thanh toán nè, order đi kèm ha. Nếu mà chúng ta không có hợp đồng kinh tế hoặc là phiếu đặt dịch vụ thì chúng ta phải kèm theo cái bảng chi tiết món ăn, rồi hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng thì đó, tùy cái chỗ mà đơn vị chúng ta ăn uống, phiếu xác nhận dịch vụ như là booking hoặc hợp đồng kinh tế nếu chúng ta đặt trước, rồi biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu thu tiền nếu là thanh toán hay bằng tiền mặt, hoặc là cả thẻ nếu mà khách đưa thẻ chúng ta quẹt qua khe đọc thẻ, hoặc là nhập số mã số thế đăng nhập cái mã số cá nhân hoặc là số tiền cần thanh toán thì máy sẽ in ra hóa đơn đó, và khách hàng ký vào hoàn tất cái quy trình thanh toán, vâng. Vì vậy mà khi chi tiếp khách, việc lưu giữ các chứng từ nêu trên là cần thiết để nhằm phục vụ cho quá trình khai nộp thuế về sau, hay chúng ta phải chứng minh với lại cơ quan thuế khi mà cơ quan thuế thành viên quyết toán kiểm tra.
Đó là chúng ta cần lưu ý về cái khống chế cái mức mà chi phí đối với quảng cáo tiếp thị khuyến mại hoa hồng môi giới ha, là không còn khống chế nữa, chúng ta chọn đáp án D ha. Rồi có 37, doanh nghiệp được tính vào chi phí các khoản chi nào dưới đây khi có đầy đủ hóa đơn chứng từ? A là phần trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. B là chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã được đăng ký còn thiếu. C là chi trả tiền lãi vay tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của tổ chức tín dụng khi đã góp đủ vốn điều lệ. D là không có khoản chi nào cả. Rồi chúng ta đọc kỹ lại cái đề đi. Đây là liên quan đến cái chi phí được trừ hay không được trừ đối với cái khoản tiền lãi vay ha, tiền lãi vay của doanh nghiệp. Thì chúng ta nhớ với đến cái chi phí lãi vay trong cái phần lý thuyết đã chia sẻ đó. Thì chi phí lãi vay được được tính là chi phí lãi vay đó phải phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và nó lãi suất vay này thì nó không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng Việt Nam, nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Rồi doanh nghiệp phải góp đủ cái vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Chi trả cái tiền lãi vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau. Đó, chúng ta phải nhớ đến cái vấn đề đó. Cho nên là đối với trường hợp doanh nghiệp được tính vào chi phí nào trong cái khoản này khi mà có đầy đủ hóa đơn chứng từ rồi. Đối với đáp án đáp A là trả tiền lãi vay á, nó vượt quá 150%, vượt đây là chúng ta lưu ý nè, vượt quá 150% ha. Vượt quá 150% thì tất nhiên cái khoản này nó lại lại là bị loại trừ, nó không được nằm trong cái khoản mà chi phí lãi vay mà được tính. Lãi suất vay không vượt quá 150%, đó là quy định. Còn ở đây đề nó lại cho cái đáp án là vượt quá 150%. Cái đáp án thứ hai là chi trả tiền lãi vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu. Đây là cũng vậy luôn. Đây là chi phí không được trừ. Tại vì khi mà vốn điều lệ thiếu mà chúng ta dùng cái khoản vay đó để chúng ta vay để chúng ta bù trừ cái vốn điều lệ thiếu thì cái khoản chi trả tiền lãi vay đó chúng ta sẽ không được tính. Cái đáp án C là chi trả tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của tổ chức tín dụng khi đã góp đủ vốn điều lệ ha, là cái đáp án C là cái đáp án hoàn chỉnh này. Là cho nên chúng ta chọn đáp án C. Và chúng ta nên coi lại cái phần chi phí lễ vay ha, chúng ta xem lại cái phần lý thuyết để chúng ta nắm rõ hơn. Ở đây phần bài tập nên là thầy nói sơ sơ về lý thuyết, nó có liên quan đến cái câu mà chúng ta cần phải giải thích thôi, chứ không thể nào mà chúng ta đi sâu vào cái nội dung của cái từng cái khoản chi phí được, chúng ta không lặp lại được vì không thời gian nhiều. Và cái câu 38 là cũng là câu người ta cho chúng ta số liệu để chúng ta tính toán như thế nào mà chúng ta có cái số mà chúng ta khớp với lại cái lựa chọn mà đề bài họ cho. Nghĩa là trường hợp này là công ty A nè, họ đăng ký cái vốn điều lệ là 300 triệu đồng ha, 300 tỷ. Chúng ta lưu ý là họ đăng ký vốn điều lệ là 300 tỷ. Nhưng mà đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 đó, là họ mới góp được có 33 tỷ thôi. Có nghĩa là họ không có góp đủ vốn. Theo quy định của pháp luật là trong vòng bao nhiêu ngày thì bắt buộc phải góp đủ vốn. Chúng ta đã học qua cái môn môn đầu tiên của thầy Thông giảng, hiểu như là thầy Thông giảng môn pháp luật về doanh nghiệp đó. Chúng ta chắc chúng ta đã được biết rằng là thời hạn góp vốn điều lệ là bao nhiêu ngày rồi ha, nên thầy không nhắc lại, chúng ta tự xem lại cái phần lý thuyết của cái môn đó.
Tuy nhiên thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 có nghĩa là chúng ta mới góp được cái 33 tỷ thôi. Trường hợp này coi như là chúng ta là chưa góp đủ vốn theo quy định rồi đó nha. Rồi đến 31 tháng 12 năm 2020 á, thì cái số tiền vay chúng ta là 193,8 tỷ đồng, cái lãi vay chúng ta là 14,2 tỷ. Thì chi phí được trừ chúng ta là bao nhiêu? Người ta cho là 14,2 tỷ, có nghĩa là cái lãi vay của đề cho là chúng ta được trừ hết. Đáp án B là chúng ta không được trừ ha. Đáp án C là chúng ta được trừ là 1 tỷ 562 triệu. Đáp án BD chúng ta được trừ là 12 tỷ 638 triệu. Đó, chúng ta áp dụng cái bài toán để chúng ta làm. Thì ta áp dụng như thế nào? Ở đây số tiền vay chúng ta là nhiêu? Số tiền vay chúng ta là 193,8 tỷ đồng ha. Mà cái số tiền cái vốn điều lệ chúng ta đăng ký là 300 tỷ mà chúng ta mới góp được có 33 tỷ, cho nên chúng ta còn thiếu bao nhiêu? Chúng ta còn thiếu là 300 tỷ mà trừ cho 33 tỷ thì nó sẽ ra là 267 tỷ. Không, các bạn thử lấy máy tính tính ha. 300 tỷ mà trừ cho 33 tỷ đã góp thì chúng ta còn phải góp là 267 tỷ, nghĩa là đó là cái vốn điều lệ mà chúng ta cần phải góp, chúng ta còn thiếu đó. Cho nên so với cái số tiền vay 193,8 tỷ này thì cái số tiền vay chúng ta nhỏ hơn cái số vốn điều lệ chúng ta còn thiếu. Mà theo quy định của chi phí lãi vay á, thì nếu mà cái số tiền vay mà nó nhỏ hơn cái số vốn điều lệ chúng ta còn thiếu đó thì toàn bộ cái chi phí lãi vay này chúng ta đều không được trừ. Cho nên đáp án chúng ta là đáp án B là không được trừ. Rồi chúng ta qua câu 39, cũng là với công ty A nó cũng có vốn điều lệ là 300 tỷ luôn ha. Và trường hợp này thì họ góp là 115 tỷ. Đã góp là 115 tỷ. Và số tiền họ vay là 193,8 tỷ đồng. Và cái số tiền vay này là vay nhiều khoản chứ không phải là vay một khoản, nghĩa là nhiều giấy nhận nợ, và đến cuối tháng đến 31 tháng 12 là tổng cái số tiền vay là còn lại là phải trả là 193,8 tỷ. Và lãi vay cũng là 14,2 tỷ. Thì họ đưa ra cái chi phí được trừ, thứ nhất là 14 tỷ 2 là toàn bộ chi phí ở trên là đều được trừ. Thứ hai là 13 tỷ 550 mấy triệu đây ha. Thứ ba là 644 triệu 788.442 đồng. Chút xíu nó đọc lẹo lưỡi giống chị Hằng rồi. Đáp án D là cái số khác. Cho nên nó là chúng ta tính toán như thế nào để chúng ta coi có cái đáp án nào phù hợp hen. Rồi, đầu tiên thì chúng ta lấy 300 tỷ, chúng ta trừ đi 115 tỷ này để chúng ta xác định rằng là cái số vốn điều lệ còn thiếu là bao nhiêu. Nếu mà số vốn điều lệ mà còn còn thiếu á, cái số tiền vay chúng ta mà nhỏ hơn, ủa số tiền vay chúng ta mà lớn hơn cái số tiền vay chúng ta mà nhỏ hơn cái vốn điều lệ chúng ta còn thiếu thì tất nhiên là nó rơi vào cái trường hợp là chúng ta không được được trừ toàn bộ cái lãi vay đó. Nhưng mà cái câu trên thì người ta đã cho là nhỏ hơn rồi, cho nên câu này chắc là người ta không cho nhỏ hơn đâu. Cho nên là chúng ta lấy 300 tỷ mà chúng ta trừ 115 tỷ thì chắc chắn rằng cái trường hợp này cái tiền mà cái vốn điều lệ mà chúng ta còn phải góp đó nó sẽ là nhỏ hơn cái tiền chúng ta vay. Và trong trường hợp mà tiền tiền vay mà nhỏ hơn cái vốn điều lệ còn phải góp thì nó lại chia ra làm hai cái trường hợp nữa. Nhưng mà trường hợp ở đây là trường hợp là có nhiều khoản vay ha, chúng ta lưu ý đây là có nhiều khoản vay. Thì nếu doanh nghiệp mà phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả tiền trả lãi tiền vay đó sẽ không được trừ bằng cái tỷ lệ phần trăm giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân với tổng số lãi vay. Chúng ta nhớ cái công thức đó ha.
tức là khoản chi trả tiền vay không được trừ nó sẽ bằng cái tỷ lệ phần trăm giữa cái vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay cá nhân, số tiền vay nhân với tổng số lãi vay. Rồi bây giờ chúng ta tính này, cái vốn điều lệ chúng ta đăng ký là 300 tỷ, vốn điều lệ chúng ta góp là 115 tỷ. Như vậy thì 300 trừ đi 115 là chúng ta còn lại là 185 tỷ. Đó là vốn điều lệ còn thiếu. Và cái vốn điều lệ này nó nhỏ hơn cái số tiền chúng ta vay. Số tiền chúng ta vay là 193,8 tỷ. Và ở đây chúng ta vay nhiều khoản, và lãi vay chúng ta là 14 tỷ 2. Ha. Cho nên cái tỷ lệ mà vốn điều lệ còn thiếu trên tổng cái tiền vay của chúng ta là bao nhiêu? Là chúng ta lấy cái vốn điều lệ còn thiếu, ha, tỷ lệ vốn điều lệ còn thiếu trên tổng tiền vay là tỷ, cái vốn điều lệ còn thiếu chúng ta là 185 tỷ đó, chia cho tổng tiền vay, tổng tiền vay chúng ta là 193 tỷ 800, thì cái tỷ lệ này nó ra là 95%, ha, cái tỷ lệ vốn điều lệ còn thiếu trên tổng cái tiền vay nó là 95%. Do đó cái lãi vay mà chúng ta không được trừ nó sẽ bằng với cái tỷ lệ chúng ta vừa tính đó, nghĩa là tỷ lệ mà cái vốn điều lệ còn thiếu đó trên cái tổng tiền tiền vay đó, ha, là chúng ta nhân lại với cái lãi vay, chúng ta lãi vay chúng ta là 12 14 tỷ 2, thì chúng ta sẽ ra cái số tiền vay không được trừ của chúng ta là 13 tỷ 555 triệu 221.558 đồng. Như vậy thì trường hợp B là cái chi phí này, cái lãi vay này là lãi vay không được trừ, à, cái kết quả đó là lãi vay không được trừ. Thì cái lãi vay được trừ là bao nhiêu? Lãi vay được trừ là chúng ta lấy 14 tỷ 2 đó, chúng ta trừ đi 13 tỷ 555 triệu, từ đi cái khoản lãi vay không được trừ đó, thì nó sẽ là lãi vay được trừ. Đáp án A là dĩ nhiên là không phải rồi, tại vì cái số tiền vay chúng ta nó lớn hơn cái số tiền mà vốn điều lệ chúng ta còn phải góp, cho nên là chúng ta loại ngay cái đáp án A. Và cái đáp án B chúng ta tính rồi đó, chúng ta tính ra đó là cái chi phí, đó là chi phí không được trừ. Thì cái đáp án C thì chúng ta lấy 14 tỷ 2 chúng ta trừ đi 13 tỷ 5 đó, thì nó ra là 644.788.442 đồng này, đó là chi phí được trừ. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể lấy ngược lại, chúng ta lấy cái hồi nãy là cái tỷ lệ mà chúng ta không được trừ là 95% đó, bằng cái công thức là chúng ta lấy cái vốn điều lệ còn thiếu chúng ta chia cho tổng tiền vay đó, nó ra 95%, nghĩa là cái phần này là cái phần mà chúng ta không được trừ nè, ha, thì chúng ta còn lại 5% là chúng ta được trừ, thì chúng ta lấy cái lãi vay mà được được trừ thì bằng cách là chúng ta lấy 14 tỷ 2 đó, chúng ta nâng 5% thì chúng ta cũng ra cái số 644.788.442 đồng này. Cho nên đáp án chúng ta là đáp án C. Cái này thì các bạn lưu ý, lấy cái máy tính ra, các bạn ngồi các bạn nhân tính lại theo cái hướng dẫn của thầy đó, ha. Lưu ý đây là người ta cho là có nhiều khoản vay nha, có nghĩa là trong một năm nó chúng ta có nhiều cái khoản, có giấy, nhiều giấy nhận nợ, và các giấy nhận nợ đó nó có nhiều cái mức lãi suất khác nhau, chứ nó không phải là cùng mức lãi suất, tùy thời điểm mà nó có những mức lãi suất khác nhau. Cho nên nhưng mà tổng cái số tiền mà chúng ta vay đến cái đến cái thời điểm mà 31 tháng 12 là nó có bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ sử dụng áp dụng cái công thức như nãy giờ. Và chúng ta qua câu số 40. Là công ty A có cái vốn điều lệ là 300 tỷ thì cũng vậy luôn ha. A có vốn điều lệ là 300 tỷ. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì góp đợt là 115 tỷ, cũng giống như cái trường hợp trên ha. Số tiền vay là 193,8 tỷ. Có nhiều này là có một khoản vay. Có nhiều mà một khoản vay.
Sơ sót, xin lỗi các bạn. Câu số 40 nhé các bạn. Có một khoản vay với lãi suất trung bình là 7.5%, ha, lãi vay cũng là 14,2 tỷ, thì chi phí được trừ là, nhiều khi soạn nhiều quá bị tẩu hỏa luôn ấy các bạn, vừa lý thuyết vừa bài tập cho các bạn, mà cái môn này thì rất là nhiều vấn đề, nhưng mà thật ra chúng ta học cái chương trình này thì chỉ như là cỡ ngựa xem hoa thôi, nhắc sơ lược lại một cái số trường hợp, một cái số lý thuyết, chứ chúng ta không thể nào mà đi sâu vào như chúng ta học đại học được. Tới câu mấy thầy quên mất rồi. Câu 40. Rồi, chúng ta cũng tính, thực ra nó cũng ra ba cái đáp án, họ cũng đưa ra chúng ta bốn cái đáp án giống với cái đáp án của câu 39 thì phải, 14 tỷ 3, 13 tỷ 5, 6, đúng rồi. Thì ở đây chi phí được trừ là chi phí nào? Coi nó khác nhau ở chỗ nào nhé. Ở đây tất cả các số liệu nó đều giống nhau hết, nó chỉ khác nhau là ở trên là nhiều khoản vay ha, ở đây thì nó chỉ có một khoản vay duy nhất thôi, từ đầu năm đến cuối năm nó chỉ có một khoản vay duy nhất và với cái lãi suất là 1.5% thôi, thì cái cách tính nó khác với lại cái cách tính của nhiều khoản vay. Nghĩa là nếu mà doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì cái khoản chi trả lãi vay, chi trả lãi tiền vay này không được trừ bằng cái số vốn điều lệ còn thiếu nhân cho lãi suất của khoản vay nhân với thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu nhân với thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu nha. Đó, nó khác với lại cái phần ở trên. Phần ở trên là tỷ lệ của cái vốn góp điều lệ còn thiếu chia cho tổng cái lãi vay ha, thì được tính là chi phí đó ra bao nhiêu phần trăm đó, thì lấy cái lãi vay nhân với cái phần trăm đó thì nó sẽ ra là không được trừ cái khoản đó, tại vì nó còn thiếu mà, nó cái khoản đó còn là cái khoản còn thiếu, thì tất nhiên là cái khoản lãi vay mà xác định đó là nó để giống như kiểu mà bù đắp vào cái khoản vốn điều lệ đó thì nó sẽ xác định là không được trừ, cho nên là lấy cái tỷ lệ mà cái vốn điều lệ mà còn thiếu đó chia cho tổng cái số tiền, tổng cái số lãi vay này, nó sẽ ra một cái tỷ lệ bao nhiêu đó, thì cái đó là sẽ tính là không được trừ. Còn bây giờ thì cái công thức này nó sẽ khác, nó không có nhanh như vậy, mà nó lấy cái vốn điều lệ còn thiếu. Vốn điều lệ còn thiếu ở đây là lấy cái 300 tỷ này, vốn điều lệ đăng ký 300 tỷ mà góp 115 tỷ rồi, thì nó còn thiếu là 300 trừ 115, nó ra là 185 tỷ. Rồi, các bạn đọc đề đi. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi nào dưới đây? A là chi tài trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo đúng quy định. Đây, thấy cái chữ theo đúng quy định là thấy có cái khả năng rồi ha. Rồi, chi ủng hộ địa phương, chi ủng hộ đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài doanh nghiệp. Chi phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi góp, không có khoản chi nào nêu trên. Đấy, thì chúng ta xác định xem những cái chi phí A, B, C, D này, chi phí nào là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nhìn vào đây thì thấy có chữ đúng quy định rồi đó, thấy đúng chữ đúng quy định của đáp án A rồi đó. Rồi chúng ta nhớ nó là cái khoản mà nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái khoản chi tài trợ cho giáo dục ha. Thì quy định về chi tài trợ cho giáo dục bao gồm cả chi tài trợ và hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nó phải đúng đối tượng quy định và phải có hồ sơ xác định các khoản tài trợ. Đấy, cho nên là nhìn vào thì chúng ta sẽ chọn ngay là đáp án A, nó là đúng quy định.
còn chi ủng hộ địa phương, chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài doanh nghiệp, hay là chi mua thẻ hội viên sân sân góp, hay chi chơi phí chơi góp thì nó sẽ không được tính vào rồi đó. Cho nên là chúng ta cũng không thể nào chọn đáp án D. Mà không chọn đáp án D thì cũng không chọn, mà cũng không chọn được đáp án C. Cho nên là và chỉ có duy nhất là đáp án A là đáp án đúng nhất. Cho nên là chúng ta chọn đáp án A. Tại vì chi tài trợ mà cho các khoản giáo dục y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa thì cho người nghèo, người ta ghi rõ là theo đúng quy định rồi. Câu 42. Doanh nghiệp được thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam được trích tối đa bao nhiêu phần trăm trong cái thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển và khoa học công nghệ của doanh nghiệp? A là 10%, B là 15%, C là 20%. Thì phần này thì chúng ta nên coi cái phần trích quỹ khoa học và công nghệ. Đối với trích quỹ khoa học và công nghệ thì chúng ta nhớ là cách tính là cách tính và trích quỹ là 10% nhân với thu nhập tính thuế ha, 10% nhân với thu nhập tính thuế. Cho nên đáp án ở đây là đáp án A. Rồi. Câu 43 là trong thời hạn 5 năm kể từ khi mà trích lập, nếu mà quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hết bao nhiêu phần trăm thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên cái khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hết và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. A là 50%, B là 60%, C là 70%. Thì chúng ta nhớ rằng là điều kiện để chúng ta đối với cái phần trích quỹ khoa học và công nghệ đó thì là 10% nhân với thuế, nhân với thu nhập tính thuế ha. Mục đích là phải ghi rõ, chúng ta phải rõ ràng là cái mục đích là chúng ta dùng để đầu tư khoa học công nghệ tại Việt Nam. Và chúng ta nó có điều kiện là chúng ta phải báo cáo hàng năm cùng với cái tờ khai quyết toán. Điều kiện chúng ta là chúng ta phải sử dụng tối thiểu 70% quỹ trong vòng 5 năm. Nếu không phải nộp lại thì nó sẽ cộng lãi suất. Đấy. Khi mà thay đổi hình thức sở hữu, nghĩa là doanh nghiệp mới thành lập, từ sự thay đổi như là sáp nhập, chia tách thì sẽ tiếp tục kế thừa cái quỹ đã trích. Như vậy thì đối với câu này là trong thời hạn 5 năm mà nếu mà không có sử dụng hết thì tối thiểu là doanh nghiệp phải nộp lại thì sử dụng tối thiểu là nhiêu, là 70% thì doanh nghiệp phải nộp lại ngân sách nhà nước. Cho nên chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Chúng ta nhớ ha, nhớ những cái tỷ lệ này. 10% là khi mà chúng ta trích tối trích, chúng ta trích là trích 10% ha, trích 10% thu nhập tính thuế ha, 10% nhân với thu nhập tính thuế đối với quỹ khoa học và công nghệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng tối thiểu 70% trong quỹ trong vòng 5 năm thì chúng ta phải trích là cái tối đa là chúng ta phải là 70% thì chúng ta phải nộp vào ngân sách nhà nước thuế mà chúng ta tính trên khoản thu nhập đã trích từ lập quỹ mà chúng ta không sử dụng hết và cái phần lãi phát sinh từ cái thuế thu nhập doanh nghiệp đó ha. Là nhớ những con số đó. Rồi, câu số 44 thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi đối với quỹ phát triển khoa học công nghệ không được sử dụng là bao nhiêu? Là thuế suất 20%, thuế suất 25%, C là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ ha. Thì đáp án này chúng ta nhớ rằng là cái việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thì nó được quy định tại cái khoản 1 điều 17 của luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 ha. Và hồi nãy thì thầy cũng đã chia sẻ cái phần hai câu ở trên rồi, cái phần 10% trích lập quỹ và cái phần tối thiểu 70% đó. Còn ở đây là cái thuế mà chúng ta, cái mức mà thuế suất mà khi mà thu nhập doanh nghiệp dùng để mà tính cái số mà thuế mà thu hồi đối với cái phần quỹ mà phát triển khoa học công nghệ mà chúng ta được trích rồi mà chúng ta không được sử dụng đó thì chúng ta sẽ tính thuế suất là bao nhiêu. Tất nhiên rằng là nó quy định như thế này. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên cái phần quỹ sử dụng sai mục đích
là lãi phạt nhằm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi. Lãi suất mà tính lãi đối với số thuế thu hồi trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc, loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại điểm thu hồi và thời gian tính lãi là cả năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Đó. Quy định của pháp luật ghi rõ là như vậy, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Do đó thì với cái câu này chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Câu 25. Câu 45, lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi trên quỹ, trên cái phần quỹ phát triển khoa học công nghệ không sử dụng được hết. A là lãi suất trái phiếu kho bạc, loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại điểm thu hồi. B là lãi suất tính theo tỷ lệ phạt chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế. Cái phần này cũng vậy, thì do đó hồi nãy chúng ta cũng đã nhắc ở cái câu 44 rồi. Thì lãi suất để tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên cái phần quỹ mà không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 2 năm. Chúng ta phải nhớ và phân biệt ha, cái lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi trên phần quỹ không sử dụng hết nó khác với lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích ha. Nếu mà không sử dụng hết thì chúng ta tính là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm và áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 2 năm. Còn đối với mà lãi suất mà tính lãi đối với số thuế thu hồi trên cái phần quỹ mà sử dụng sai mục đích ha, thì là lãi phạt chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi. Đó, chúng ta phải phân biệt hai cái đó, một cái là sử dụng không hết, một cái là sử dụng sai mục đích. Và ở câu này thì cho là lãi suất tính lãi đối với thuế thu hồi tính trên phần quỹ phát triển khoa học công nghệ sử dụng không sử dụng hết. Cho nên chúng ta chọn đáp án là đáp án A là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm thu hồi. Cho nên nếu mà câu này câu 46 nè, ở câu 46 là cho cái quỹ phát triển khoa học công nghệ sử dụng sai mục đích nè, cũng là đáp án 3B giống như câu 45, nhưng mà câu 46 thì nó là lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ phát triển khoa học công nghệ sử dụng sai mục đích. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B, đó là lãi suất tính theo tỷ lệ phạt chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế ha. Rồi câu 47. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ. A là trong thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. B trong thời hạn 6 năm kể từ năm phát sinh lỗ. C là không giới hạn thời gian chuyển lỗ. Có đúng không? Có đúng là không giới hạn thời gian chuyển lỗ hay không? Hay là trong thời hạn 6 năm kể từ ngày từ năm phát sinh chuyển lỗ. Chúng ta có làm, có ai mà làm cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm á, thì chúng ta sẽ nhớ, luôn luôn nhớ rằng là chúng ta có một cái phụ lục chuyển lỗ ha. Nếu mà công doanh nghiệp chúng ta đã phát sinh lỗ và chúng ta sẽ có một cái phụ lục chuyển lỗ, thì trên cái phụ lục chuyển lỗ đó nó sẽ có cái thời hạn chuyển lỗ là bao nhiêu năm. Công ty mà sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế và những năm tiếp theo trong thời gian không quá 5 năm
kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Đấy là cái quy định về xác định lỗ và chuyển lỗ là như vậy. Như vậy là câu này là trong thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Thật ra là trong cái thực tế là cũng còn nhiều bạn khi mà làm cái phụ lục chuyển lỗ này cũng còn rất là rối bời. Cho nên là khi nào các bạn mà có làm thực tế mà vào cái phụ lục chuyển lỗ này mà các bạn có rối á, thì các bạn cứ AP cho thầy, thầy sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ha. Rồi, câu 48. Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu phân số lỗ phát sinh chưa bù trừ hết thì chúng ta làm cái gì? A là doanh nghiệp sẽ được giảm trừ tiếp vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm tiếp sau. B là doanh nghiệp sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập của chịu thuế của thu nhập doanh nghiệp của các năm tiếp theo sau. C là không được, không có trường hợp nào nêu trên. Thì rõ ràng là nãy chúng ta đã có cái khái niệm về xác định chuyển lỗ và thời gian chuyển lỗ rồi ha. Thì thời hạn là chúng ta là 5 năm, cho nên là nếu mà sau 5 năm thì quá thời hạn 5 năm là chúng ta sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp theo sau nữa. Cho nên đối với câu này thì chúng ta chọn đáp án là đáp án B. Câu 49, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khai thác tại Việt Nam là bao nhiêu? A là 20%, B là 25%, C là thuế suất từ 32 đến 50%. Hiện nay thì thuế suất chung của chúng ta được áp dụng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước là bao nhiêu? Là 20%. Riêng thì thuế suất đặc biệt là 32 đến 50% là áp dụng cho hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tài nguyên quý hiếm. Đấy, do đó thì cái câu này chúng ta chọn đáp án là đáp án C, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam là có thuế suất gọi là thuế suất đặc biệt, nó từ 32 đến 50%. Hai câu này bị trùng. Rồi. Rồi cái phần chia sẻ một số các đáp án. Thực ra là thầy đã chia sẻ hết luôn các đáp án trong cái phần tài liệu bài tập mà thầy gửi cho các bạn rồi đó. Các bạn ngồi các bạn giải xong rồi các bạn đối chiếu lại cái phần bài tập của cái pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp này ha. Trong đó thì sẽ có những câu hỏi thầy lấy ra để cho các bạn làm kiểm tra giữa môn và kiểm và thi kết thúc môn. Cho nên là các bạn cố gắng các bạn làm cho thật tốt câu hỏi này. Chúc các bạn luôn thành công. Các bạn có vấn đề gì trong cái công tác trong làm việc thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn cứ chia sẻ AP Zalo cho thầy, thầy sẽ giải đáp và giúp các bạn trong cái khả năng mà thầy nắm được, thầy sẽ chia sẻ lên cho các bạn hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hienluotsu1003@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvukế toán.vn hoặc đổizaluật.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.